mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Taiko. Thì xe ô tô sau một thời gian dài sử dụng bị tác động bởi môi trường bên ngoài, ví dụ như là mưa hay là các cái tia UV của ánh nắng mặt trời, nó sẽ làm bạc màu cái bề mặt nhựa hay là bề mặt cao su. Khi đó nó sẽ làm giảm cái giá trị của chiếc xe, đặc biệt là đối với những dòng xe sang. Khi mà những cái chi tiết này bị bạc màu mà nó chưa bị hỏng, lại phải thay thế thì nó rất là lãng phí. Vậy thì làm cách nào để có thể khôi phục lại cái màu đen của lớp nhựa và cái lớp cao su bị bạc màu với cái chi phí thấp nhất? Thì đây chính là cái giải pháp để cho các bạn xử lý những vấn đề đó. Cái dung dịch ở dạng kem Tien Rubber, một cái sản phẩm đến từ thương hiệu Tenji Ba Lan của châu Âu mà Taiko đang là nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam. Thì trước khi demo cho các bạn thấy về cái công dụng của cái dung dịch Tien Rubber này, thì tôi xin giới thiệu với các bạn về những cái đặc điểm của nó. Cái đặc điểm đầu tiên đó là dung dịch nó ở dạng kem, được sản xuất theo cái công thức thạch anh hiện đại. Chính vì vậy mà nó có thể thẩm thấu vào cái bề mặt cao su hay là bề mặt nhựa, từ đó làm cho cái bề mặt lốp hay là bề mặt nhựa được đen bóng như mới. Cái đặc điểm thứ hai đó là nó có khả năng chống rạn nứt cái bề mặt lốp xe và bề mặt vỏ xe bằng nhựa sau khi sử dụng. Cái đặc điểm thứ ba đó là nó hạn chế được cái việc phai màu sau khi mà sử dụng, bằng cách đó là tạo lên một cái lớp phủ trên cái bề mặt, từ đó bảo vệ bụi bẩn, bức xạ của tia cực tím và ngăn chặn cái sự hình thành của bụi bẩn mới. Cái đặc điểm thứ tư đó là ngoài cái việc khôi phục màu, nó còn tạo ra cái hiệu ứng màu cho những cái vật đã cũ nhìn như mới. Thì sau đây chúng tôi xin hướng dẫn các bạn về cái cách sử dụng của cái dung dịch phục hồi nhựa đen và lốp ô tô này. Cái bước đầu tiên đó là rửa sạch cái bề mặt nhựa và lốp cao su cần làm lại như mới. Cái bước thứ hai đó là đổ dung dịch này lên cái bề mặt miếng mút. Và cái bước thứ ba đó là xoa đều cái dung dịch lên bề mặt nhựa và lốp ô tô cần làm mới. Và cái bước thứ tư, nếu như cái bề mặt lốp và nhựa nó hấp thụ nhanh thì các bạn có thể là xoa lại dung dịch một lần nữa. Và sau đây chúng tôi sẽ tiến hành demo để cho các bạn thấy về cái công dụng của cái dung dịch phục hồi nhựa đen Tien Rubber của Tenji này. Thì vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu về những cái đặc điểm cũng như là demo cho các bạn thấy về cái công dụng của cái dung dịch dạng kem phục hồi nhựa đen và cao su.
Tie and Rubber, một cái thương hiệu đến từ Tenji mà Taiko đang phân phối độc quyền tại Việt Nam. Các bạn khi xem video còn những vấn đề gì thắc mắc có thể gọi điện hoặc nhắn Zalo cho số hotline ở phía trên màn hình, hoặc các bạn cũng có thể comment câu hỏi của mình cùng với số điện thoại xuống dưới video mà các bạn đang theo dõi để nhân viên của Taiko sẽ gọi điện lại tư vấn miễn phí cho các bạn. Các bạn khi xem video nếu như thấy hay và hữu ích hãy nhớ bấm like và đừng quên đăng ký kênh của Taiko để có thể theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại.